Và ngày hôm nay khán giả sẽ nhìn thấy sự ăn ý của hai bạn một lần nữa với một bài kiểm tra đặc biệt của cuộc hẹn cuối tuần. Hai bạn có sẵn sàng không ạ? Vâng, em sẵn sàng rồi. Và khi hai bạn đã sẵn sàng thì tôi xin phép đọc 5 câu hỏi sau đây. Các bạn hãy trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm này thật là nhanh. Câu hỏi oanh đầu tiên: nhẫn nào mà bạn không thích nhất? Kim cương, vàng và bạc. Không thích nhất ạ? Bạc ạ. Hoạt động yêu thích vào một buổi tối cuối tuần lý tưởng của bạn là gì với Mạnh Trường? Nấu ăn, xem phim, shopping. Nấu ăn ạ. Em đảm bảo. Câu hỏi số 3 dành cho Phương Oanh: trạng thái thường xuyên nhất khi đi làm phim? Đói, no, đầy bụng. Đói ạ. Câu hỏi thứ 4 dành cho Mạnh Trường: nếu từ giờ đến hết giãn cách chỉ được ăn một món, bạn sẽ chọn thịt gà, thịt bò, cá hồi? Như tôi đặt ngược cái sao, câu hỏi đàn ông nói về đi nấu ăn với cả chọn món ăn. Chắc là thịt bò đấy. Câu hỏi cuối cùng dành cho Phương Oanh: ngay khi hết giãn cách, bạn sẽ ăn gì đầu tiên? Trứng vịt lộn, phở bò, hai trứng trần, trà đá? Phở bò. Phở bò hai trứng trần. Vâng. Đấy, mình chứng cho luôn là ăn khỏe ngoài đời thường. Ở đây tôi đã có 5 đáp án được đưa ra bởi Phương Oanh và Mạnh Trường trong thử thách của chúng tôi về sự ăn ý. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn xem một đoạn clip gốc ở trong Hương vị tình thân. Đến cả chính anh cũng nghĩ là em đũa mốc và đòi tròi mâm son đúng không? Việc được anh yêu là như được anh ban ơn đúng không? Anh đang rất dối rồi, tại sao em không hiểu thế nhở? Thế thì anh đừng dối nữa. Em có bắt anh phải dối đâu. Anh cũng không cần phải tỏ ra có trách nhiệm cơ mà. Đúng là tình yêu rất quan trọng, nhưng so với tự trọng thì nó lại không là gì cả. Mà thật ra sau tất cả thì cái quyền tự trọng em cũng có còn đâu. Đoạn diễn xuất rất là đạt của hai bạn, mặc dù chỉ có một vài câu thoại nhỏ thôi. Và bây giờ thử thách cũng đơn giản thôi. Với tất cả những cái từ mà các bạn đã chọn, ví dụ như ở đây tôi có là bạc này, nấu ăn, đói, thịt bò, phở bò hai trứng trần. Bây giờ chúng ta sẽ lắp những từ đó vào thoại trong đoạn vừa rồi. Mời các bạn cầm thấy. Mà em tí em vẫn phải khóc như thế đấy. Vâng, thưa quý vị, bây giờ phân đoạn Mạnh Trường và Phương Oanh, nhân vật Long và Nam ở trong văn phòng của Long sẽ được thể hiện trong cuộc hẹn cuối tuần. Xin mời hai bạn. Máy quay chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn. Thật ra, đến cả chính anh cũng nghĩ là em đũa mốc mà đòi tròi mâm bạc đúng không? Việc được anh muốn là như được anh ban ơn đúng không? Lặp lại. Cảnh trong văn phòng của Long. Máy quay chuẩn bị diễn. Thật ra đến cả chính anh cũng nghĩ là em đũa mốc mà đòi tròi mâm bạc đúng không? Việc được anh muốn là như được anh ban ơn đúng không? Tiếp. 3, 2, đúc bao nhiêu rồi anh nhỉ? Chưa rồi, quay nào. Đúc cuối cùng trong văn phòng của Long. Máy quay chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn. Thật ra đến cả chính anh cũng nghĩ em đũa mốc mà đòi tròi mâm bạc đúng không? Việc được anh nấu ăn là như được anh ban ơn đúng không? Tại sao anh đang rất đói rồi mà em không hiểu thế nhở? Thế thì anh đừng đói nữa. Em không bắt anh phải đói đâu. Anh cũng không cần phải tỏ ra là có thịt bò cơ mà. Anh đói luôn. Anh làm lại cái câu của em. Vâng. Tại sao anh đang rất đói rồi mà em không hiểu thế nhở? Thế thì anh đừng đói nữa. Em không bắt anh phải đói đâu. Anh cũng không cần phải tỏ ra là có thịt bò cơ mà.
thịt bò rất quan trọng. Nhưng so với phở bò thì chẳng nhà nối câu cuối, nối câu cuối. Diễn. Đúng là thịt bò rất quan trọng, nhưng so với phở bò hai trứng chân thì nó không là gì cả. Mà thật ra sau tất cả, đến cả phở bò hay trứng chần cũng không còn đâu. Làm. Vâng, thưa quý vị, đang cùng theo dõi cuộc hẹn cuối tuần.